Nhật ký Vương Khánh Hưng, ngày 19 tháng 7 năm 2023. Hello, chào. Trời sáng rồi. Trời sáng rồi. Thì đi kể chuyện. Kể chuyện buổi sáng với tôi là một thói quen. Tôi coi đó như là bài tập exercise. Sáng sáng thì đi kiếm chuyện tự mình đóng tuồng, tự mình kể chuyện. Giải pháp. Buổi sáng thì tóc nó đen đen. Trời về chiều thì tóc nó bạc phơ. Cũng lạ. Kể chuyện buổi sáng với tôi là một thói quen. Vì có thói quen này, do đó tôi coi buổi sáng là cái thời điểm vận động cơ thể. Múa tay, đá chân, săn sóc hai bàn chân. Chuyện đầu tiên là bắt máy lạnh. Về đêm ngủ thì mở máy lạnh. Sáng thì tắt máy lạnh. Mở cửa sau. Hứng gió từ giếng trời. Mở cửa phòng. Lấy gió từ ở phòng khách, từ ở bên hông nhà thổi vào. Bây giờ nói chuyện thời gian, chúng ta qua một ngày với một vòng quay của trái đất. Và bài một tờ lịch. Bài một tờ lịch. Ngày mới bắt đầu thứ tư 19 tây tháng 7 năm 2023 âm lịch mùng 2 tháng 6 thiếu năm Quý Mão. Dùng tờ giấy lịch để rèn luyện các đầu ngón tay. Cái gì chúng ta cũng có thể biến nó thành những bài tập hữu ích cho cái cuộc sống của mình. Thời gian năm giờ rưỡi. Cái đồng hồ này tôi mua ở tiệm Goodwill Store ở bên Quincy, $1.
đem từ Mỹ về. Bây giờ là dọn dẹp chỗ ngủ. Tôi ngủ với đủ thứ mền gối, mền lót đầu, gối lót đầu, gối lót chân. Mà này cũng mua ở Goodwill Store 2 đô. Người già thích kể chuyện ngày nay, kể chuyện lại ghi được hình. Đám mây. Đắp khăn mát để nằm nghe tin tức, xem thời sự. Trong đêm những ý tưởng chợt tới, tôi dùng cuốn sổ để ghi lại, ghi nhanh. Bây giờ là chăm sóc hai bàn chân. Tôi đã tạo được một thói quen là sáng nào cũng chăm sóc chân tay. Bây giờ là chăm sóc hai bàn chân. Các ngón chân quan sát các ngón chân, quan sát lòng bàn chân.
行为永久。你看到它的这个固定资产投资年增率只有3.8%，我同样的，你把这一个红线这样子一拉出来之后，你就会很清楚的看到说，哇，不打地标，真还真，消费也不打地标，然后呢，这个投资也不打地标，那因此今年上半年的经济表现只不如预期，就是可预期，对不对？好，那么那这里面呢，你再把它细分哦，往下开始把它分成三大类的产业，往下第一产业就是农林渔牧矿，那这个部分我不觉得它需要特别的鼓励了，就是农林渔牧矿这件事情，尤其这里面有很多中国大陆其实采矿业这个部分呀，老板很多，现在必须要减少在采矿业这方面的投资，因为这个终究在减碳的议题上不够，它其实是排碳上面会有问题。第二产业就是制造业，那么第三产业呢，人为永续服务业，对不对哈？那么在第二产业的部分，8.9%。这个数字我不能说它的数字，其实数字还不错啊，就是投资成长8.9%，其实比经济成长率等于是高50%-60%，是有能。但是你要知道，中国大陆的制造业啊，跟过去的制造业投资是完全不一样的。对，用料。知道它经过了腾笼换鸟，多来有规模。早期的制造业就是劳力密集，对不对啊？那么比较相对低薪资，好，那比较资本上对来用个老药呢，要求不是那么高，那它就可以创造很多的就业机会。但是早年的制造业，每每年，那现在的制造业，在中国大陆的制造业投资已经不是如此，它都是属于技术密集、资本密集，投入的钱很多，有来摸耳，干面，但是技术门槛要求非常的高，认证、分析、Avenue。就像回到台湾来看的话，台积电它去设计厂，我想投资的金额非常的大，如果是真的是最先进制程的话，大概要100亿美金，可是花了3000亿新台币，那100亿美金大概也有700多亿的人民币。对呀，当你花了700多亿的人民币然后去投资之后，它所创造的就业机会可能只有1-2千人，甚至于可能更少。那就是ngày xưa chơi bóng rổ chơi đá banh hai chân rất là quan trọng, đó chú ý. cải thiện hệ thống tiêu hóa, hệ thống bài tiết và hệ thống tính dụng. Rèn luyện thế nhúng可以抢一个饼。
Bye. Đứng một chân, ổn định, lục phủ ngũ tạng. Mỗi buổi sáng theo thói quen thì tôi dùng thuật kể chuyện để ghi lại những động tác, những bài tập, vận động tay chân, những bài tập kết hợp với thuật kể chuyện. Kích thích cái sự sáng tạo, nuôi dưỡng bộ óc. Bây giờ thì tôi qua nhà bếp pha cho mình ly cà phê đen nhiều nước vào. Chào. Trời sáng rồi. Theo thói quen, trời đang đạp xe đi vòng vòng săn hình kể chuyện. Tôi đang ở trên đường Trần Bình Trọng. Tôi sẽ ra đường Trần Hưng Đạo. Vừa đi vừa ghi hình ăn sáng. Trời bữa nay ui ui, trời nhiều mây. Tân Thành Công massage. Buổi sáng người ta đi lấy rác. Trường mầm non 2B đã xây xong. Rất đẹp.
khang trang. Ở đây có cây dầu lên trên tách đôi, vươn cao lên mà thế đứng vẫn rất là vững vàng. Đó cũng là sự lạ nhờ cái gốc. Với cái gốc này nó vẫn đứng vững khi cây lên trên tách làm đôi hình chữ V. Bây giờ là chuẩn bị sử dụng. Phía bên đây là tu viện Mến Thánh Giá. Tôi sẽ ra đường Trần Hưng Đạo quẹo phải đi xuống hướng Chợ Lớn. Ở đây người ta trồng bông giấy để làm hàng rào. Đây là loại bông có sắc mà không có hương. Cây có gai, do đó phù hợp với việc dùng nó để làm hàng rào. Trước mặt là đường Trần Hưng Đạo, bên đây là nhà mộ Trương Vĩnh Ký. Nhà mộ Trương Vĩnh Ký cửa hướng ra đường Trần Bình Trọng. Tôi vào đường Trần Hưng Đạo. Đường Trần Hưng Đạo buổi sáng. Buổi sáng tôi có thói quen đạp xe vòng vòng coi thiên hạ mua bán. Bánh mì. Gửi xe. Tôi đi ngang Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Thánh Thất Sài Gòn. Đây là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Thánh Thất Sài Gòn. Đường Trần Hưng Đạo buổi sáng. Nhà cửa ở đây bây giờ rất là cao,
Tôi đi tiếp về hướng Chợ Lớn. Tôi băng qua đường Lê Hồng Phong. Buổi sáng gió rất mát. Đại Nam. Chỗ chờ xe bus. Đây là bệnh viện Sùng Chính. Bây giờ là chấn thương chỉnh hình. Tiết trời bữa nay mát dịu. Buổi sáng người ta đi lấy rác. Tôi sắp đến đường Huỳnh Mẫn Đạt. Nếu quẹo trái tôi sẽ vào chợ Hòa Bình. Quẹo phải tôi sẽ ra đường Nguyễn Trãi và về nhà. Đèn đỏ, tôi quẹo trái. Tôi vào đường Huỳnh Mẫn Đạt. Wow, bữa nay ở đây xe đông quá. Đường Huỳnh Mẫn Đạt. Đường Huỳnh Mẫn Đạt có bán rất nhiều đồ ăn. Có nhiều tiệm bán đồ ăn ngon. Ở đây rất nhiều tiệm thuốc tây. Bán chuối. Đạp tới nữa thì tôi sẽ đụng đường Nguyễn Trãi. Chờ đèn. Tôi quẹo vào đường Nguyễn Trãi. Chỗ này có tiệm bánh. Tài bán cây cảnh. Xe bus 68 chạy tới bến xe Chợ Lớn.
đường Nguyễn Trãi buổi sáng. Trước mặt là đường Lê Hồng Phong. Giờ đèn. Lẹ quá vậy. Tôi băng qua đường Lê Hồng Phong. Tôi đi ngang chợ Bầu Sen. Hôm nay là trạm chợ xe bus. Chợ Bầu Sen buổi sáng. Qua đường. Tiếp tục đập lên là tôi sẽ về tới nhà. Đây là chỗ bán bánh canh cua. Đạp lên nữa tôi sẽ đụng đường Trần Bình Trọng. Chờ đèn. Tôi băng qua đường Trần Bình Trọng. Tôi sắp tới chỗ xe bán nước dừa. Tới chỗ xe bán nước dừa. Trời bữa nay mát. Đến đầu hẻm chỗ có xe bán nước dừa. Ở đây đi vòng vòng tự ghi hình. Hôm nay tiết trời mát. Cho đi dạo phố. Nguyễn Trãi.
vừa đi vừa ghi hình. Ghé vào đây tự selfie tự chụp hình. Đây là xe dừa. Dừa đi, một trái dừa, dừa xiêm.
sáng. Ăn sáng cũng có chuyện kể. Với tôi làm gì cũng trở thành câu chuyện. Trong cuộc sống có chuyện kể là có niềm vui. Ngày nay nhờ cái điện thoại mà chúng ta có thể ghi lại tất cả các sự kiện xảy ra trong ngày đối với cuộc sống của mình. Ăn phở tránh cái nước văng vô mắt, đeo kính bảo vệ mắt, dọn bàn, tô phở, tương, nặng chanh, rau cải bỏ trong đây hết rồi, rau giá. Cà phê đá. Bây giờ còn phải vừa ăn vừa nghe tin tức. Lấy cây kẹp. Cái kẹp có ba chân dẻo, có thể điều chỉnh tất cả mọi tư thế, rất là tiện. Muốn cho nó đứng, muốn cho nó ở tư thế nào thì cứ bẻ ba cái chân này. Điện thoại, mở máy, vô YouTube, library, mở thư viện, chọn những cái tập tin mà mình đã tải về để coi. Bây giờ nghe cái chương trình tuyến quản đi. Đây. Chương trình tuyến Quảng Đông, Quạch Thị, Nù, Quạch Ký, Thầu Thiệu, Quảng Phủ Hỏa. Cho nó đứng ở trên ghế. Mỗi ngày tôi có một ổ bánh mì. Ăn nửa ổ, để lại nửa ổ. Bây giờ ăn chung với phở. Vừa ăn vừa tự ghi hình để có câu chuyện. Bây giờ là enjoy. Bánh mì,喺中美嘅長咁嘅博弈當中，去揾到佢嘅最大嘅利益，呢個亦都係一個事實啊！所以佢會嘗試揾利益，但係佢會唔會完全信靠美國咧？我相信係唔會嘅。菲律賓嘅情況唔一樣，因為佢同美國咧，我哋講嗰個你講嗰個關係好特別，因為以前亦都係佢嘅受佢殖民嘅一個國家啊，而且而家菲律賓最大嘅外僑啊個居住地就係美國啊。大家看到他的入境數字最多的外國的人就是講美國，當然他用護照去
部分係移居出到去美國嘅人，所以佢同菲律賓係一個好密切關係，加埋佢有咁多嘅駐軍喺度啊，咁多嘅基地喺度，而且咁多屆政府，大家睇住都係親美嘅政權比較多，我覺得佢係心底裏係親美嘅啊，所以同越南嗰個情況又有啲唔同。咁我哋講翻成個會議當中啊，點解我哋喺一個月當中啊就已經同布林肯嘅兩次嘅會面，第一次就係布林肯自己啊，即係叫做哀求咗咁耐，終於實現咗佢嗰個訪華行程啦，喺上個月。咁唔夠一個月，我哋又係喺一個咁樣嘅場合啊，再次嘅同佢見面。即係睇到一樣嘢，就係中美真係需要一個溝通嘅一個渠道啊，因為呢樣嘢係即係可以避免一啲誤判喺當中嘅，呢個一個事實啦。我哋咁講嚇，咁之前因為美國佢自己唔創造一個有利嘅條件啊，所以令到嗰個叫做溝通嘅渠道係閉塞咗嘅。嗱，當然我唔係話而家佢已經創造咗一個有利條件，我唔係咁兩嘅意思啊。而家嗰個點解今次又會見面，我反而會覺得係可能其實之前嘅一日，因為我哋嘅駐華大使謝峰咧就係應約去到五個大廈。咁都幾唔尋常嘅一個就係駐華大使，我哋本身應該有武官嘅，但係又唔係由武官出去，就反而係由喺美國嘅第一把手啦，我咁講，去到五個大廈咁樣嘅一個叫做見面。咁如果大家唔知係發生咩事，可能以為係咪一個幾好嘅一個現象，兩軍可以去對話咧？咁後來發覺原來唔係喎，唔夠24小時啊，美國嘅巡邏機咧已經係穿越咗台海啦。我相信王毅主任去見呢個布林肯，都係一種叫做抗議或者重新強調我哋嘅一個原則立場，就係你唔好企圖攞台灣嚟説事，唔好諗住企圖用台灣對我哋國家發展利益去作出任何嘅挑戰。我諗係再次重申我哋嘅一個底線嘅啫。我相信成個東盟嘅一個咁樣嘅峰會入邊咧，美國係嘗試喺即係喺場合做緊同樣嘅嘢，就係佢嘗試去挑引中國，挑引到個咩程度咧？就係挑引到一個叫做啱啱好，中國唔會過度嘅反應。佢想做到係一個咁樣嘅嘢，即係話喺一個最大嘅極限入邊去挑引我哋國家。我諗佢今次喺東盟會議會咁做。日後在任何的場合，佢都會咁做。準備湧出嚟後，佢啱啱咯。一個我哋會過度反應嘅一個咁樣嘅。飲咗都彈啦，giống như là mình ngậm mây啊。凡係大國外交咧，都係講嗰個勢同埋呢一個嘅實力。đây là bánh mì nhúng nước lèo. Kinh qua thiên phong bát kế, thì trực tiếp đến được của Bắc Kinh, thì sẽ cầu kiến. Vậy thì bạn nghĩ, anh ấy cơ bản là mọi người đều thấy rất rõ ràng. Tiếp theo, bây giờ đến cái hội nghị của Đông Âu, thì lại gặp lại. Ngoại trưởng Hoàng Nghị lại gặp lại. Vậy thì ngoại trưởng Hoàng Nghị lại gặp lại. Vậy thì bạn thấy một điều, thì Đông Âu ngoại trưởng hội thực ra là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng tham gia. Vậy thì cái hội nghị của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng tham gia. Vậy thì cái hội nghị của Mỹ,咁而呢個嘅美國國務院咧，之前咧直情咧啊話咧，布林肯咧呢行咧係咧敦促東盟嘅國家要對付咧中國咧係採取更強硬嘅立場。咁喺日本咧呢個嘅外相嘅林方正咧，亦都咁話啦，佢話要力爭咧與東盟各國咧制約中國嘅。你睇一睇，要明白嗰個形勢先。其實喺呢個中國嚟講，東盟啊係喺中國嘅第一嘅貿易夥伴，調翻轉亦都係，所以你睇到東盟咧，其實佢我哋中國咧嗰個關係非常之密切嘅。呢個世界好現實嘅，如果我哋做生意最密切嘅，點可能會隨便會製造呢啲咁樣嘅相反嘅一啲定義咧？我仲一樣緊要，我哋中國經常咧喺度講咧就係咧，我哋要建立嘅咧就係呢一個嘅和平啦、穩定啦，呢個相關嘅同再積極健康咁合作。我哋強調合作嘅，但係竟然咧美國、日本都唔係喺東盟嗰個地區嘅，幾遠嘅。你班人走嚟喺度搞局喎，仲話人哋我哋明明想和平合作啊，你又搞搞震又叫人哋對付，係拉啲小圈子喎。你諗下，你今日真係有啲似係咩？根本就係喧賓奪主。同埋咁嘅情況咧，我相信咧有唔少嘅呢一個嘅東盟嘅國家咧都係咁。
想畫面啦，係咪？但係喺咁嘅情況之下，你睇到咧就咧，品味其中呢個東盟嘅多個國家中咧，就係咧呢個菲律賓同埋越南咧，就同我哋中國咧相對地咧喺呢個南海咧嗰、那個嘅爭端係比較多嘅，所以美國咧一路就咧係用呢個方法挑起更加多嘅一啲嘅不和。我想係講一講咧，就係、其實你睇到呢一個咁樣嘅情況咧，絕對大嘅，而一連串嘅一件發生嘅事。如果你話將呢一個嘅中美嗰個外交嘅戰咧，你再睇翻下咧，喺最近呢一個嘅前一排咧，呢個所羅嘅群島啊，佢哋咧點樣樣將佢哋嘅轉變啊？因為喺所羅門群島咧，喺嗰個嘅太平洋上面咧，係非常重要嘅基地。而嗰個基地基本上有點解咧？就因為佢嗰度係相對咧係人口最多，咁咧所以喺一兩年講咧，美國咧就唔使理㗎，呢個太平洋呢個唔佔到我唔理㗎，咁啊咧叫台灣。就俾錢佢，然後咧澳洲咧就睇住佢，係用軍事幫佢手。咁但係咧，所羅門咧發覺喂，你翻得嚟唔係喎，一路都壓制我嘅啫。咁所以咧，咁慢慢咧就同我哋中國咧，所以建立關係，我已經落咗好多功夫十幾年落去啦。所以之後，鄰近地區美中我哋建交，走台灣嗰陣，美國就突然間覺得話唔得喎，以前開始咗嚟搞局，咁所以搞到佢哋咧出現嘅時候咧就有啲暴亂。派呢啲咁嘅警察啦、兵啊走去咧就做啊，但係咧擺明咧就係咧對我哋啲中國嗰啲咁嘅建設啊、同埋中國嘅平民咧，基本上就咧專門就對付我哋咁啊，你亦都拉南。所以喺咁嘅情況之下咧，你睇到嘅咧係成個而家每一個地方係有一個咁樣嘅衝突，美國咧都係要咧一路逐步咁樣去禁止佢。但係個問題咧就是、未用得明。當我哋強調合作和平嘅時候，你依家就強調搞局係敵對嘅時候。之下咧，我哋嗰個外交係必然咧，慢慢咧，為咗大家係咧得民心者就得天下。咁所以咧，我相信喺東盟今次嘅講究咧，嗰個得民心咧就得天下，được lòng dân咧là được thiên hạ。所以咧，我發現好同情咧，就冇諗啦，明知道咧自己都會輸噶啦，都要夾。明知道，梗係輸噶啦。我相信咧，嗱，biết là chắc chắn là thua rồi。今次在印尼首都雅加達舉行的你來品味第56次外長會議和周邊的會議呢，是中俄兩國和美國的一個新的博弈的戰場。中俄嗱，中國的前景呢，就好像以前你就畫一個黑色中美就帶著一些中國的美到處收片，變成現在變成一個開放的網傳，帶著一群黑衣呢周圍站人家，黑衣啦，硬先。佢就跟到邊度？係啦。跟住最多少夠肉丸？買美債啦。嗱，冇肉丸。之外咧，佢啲衰嘢啊繼續做，但係咧做衰嘢攞就變成好似個衰嘢咧就叫做。咁啊，今次咧就王毅開始揾主任咧，烏蘭鵬咧，佢嗱係一句之話，可以話兩第一次見面啦。咁第一次見面咧，嗰個。交咗咁啊！咁今次咧又換咗面啦。咁今次得到咩實質後果咧？我哋先睇下美國國務院發言人米納咧，佢形容咧，今次係雙方咧，咩都叫大，美中兩國保持開放溝通渠道，持續努力嘅一部分。要換定，同埋澄清咗美方嘅常曉標在廣泛問題上提出國際減少誤解同埋誤判嘅風險，寫負責任地精確嘅彼此嘅競爭。咁啊，呢個米納。就明確表示，美國將會同佢嘅盟友同埋夥伴一齊咧，就推進對自由、開放及基於規則的國際秩序嘅遠景。咁呢樣嘢咧，就係美國最希望達到嘅。佢就話：我哋同中國咧，美國希望達到嘅，因為美呢氣飲嚇。咁呢樣嘢咧就係由得佢講。但係今次咧，我哋嘅王毅外辦主任咧。都好明確咧，對美國講咗三句説話，對布林肯講咗三句説話。第一句説話咧，我係告訴呢個布林肯咧，就話下一步中美兩國關係嘅關鍵咧，就叫美國要拿出實際嘅行動出嚟，爭取兩國關係咧重回正常嘅軌道。楊，咁呢句説話嘅
其實咧係下下嚟咁常理係咩嚟咧？常理就係話俾布林肯知，你上個月啱啱訪華，中國領導人已經好明確地將兩國關係提出了重要嘅戰略性嘅指導性嘅意見，雙方亦都達成咗一定嘅共識。所以咧，王毅就話：簡單嚟講咧，你不如咧就最重要一句咧就係你重回呢個巴厘島嘅議程。巴厘島議程係咩嚟咧？就係、是、當時咧就係、是、國家主席同埋呢個美國總統拜登見面所達成嘅一啲共識啦。又係嘅電台。我見咧美國一啲都冇做到啦。同埋咧，王毅佢個睇機型要知道對問或者雙方咧。sắp xếp các hình ảnh theo câu chuyện. Có câu chuyện, tức là có cái năng lực sáng tác. Thành ra kể chuyện là một hình thức tự trao dồi cái kỹ năng sáng tác. Nhờ nhìn thấy câu chuyện, nhờ những cái hình ảnh mà chúng ta mới nhận ra được cái cuộc sống hiện thực của mình. Từ đó mình mới hiểu rõ hơn cái hiện thực, cái cuộc sống hiện thực của bản thân. Hiểu được, thấy được thì chúng ta sẽ có cảm giác là không có ngỡ ngàng, không có mù trong một thế giới quá nhiều biến chuyển. Kỹ thuật kể chuyện giúp cho tôi hiểu được cái hiện thực cuộc sống của bản thân mình. Nó tạo cho tôi niềm vui, niềm tin. Chào. Cảm ơn đi sự hòa lấy cổng xong lại cho hô thẹn hòa chèo chị khuya hô giáo sinh tạo hô thẹn. Hai. Đây là chỗ lớn. Chỗ lớn buổi gần trưa. Tôi đang ở cái góc phòng của mình. Lúc này rảnh rỗi, tôi muốn dùng thuật kể chuyện của mình để mô tả về những thói quen mà tôi đã có. Những lúc rảnh rỗi thì tôi thường dùng thời giờ để rèn luyện môn ngoại ngữ. Tôi có nhu cầu về tiếng Mỹ. Do đó, lúc nào rảnh rỗi là tôi sẽ tìm cách để học tiếng Mỹ. Tôi học tiếng Mỹ bằng phương thức là nói những điều mà có ý trong đầu. Thường thường là người thích chơi Facebook, tôi có cái phần dẫn giải cho những câu chuyện. Đây là phần dẫn giải tiếng Việt. Bây giờ tôi sẽ
dịch cái phần này ra tiếng Mỹ, tiếng Anh ở nước Mỹ thì người ta gọi là tiếng Mỹ. Cứ dịch những cái phần, dịch những cái phần mà chú giải trong mỗi câu chuyện ra tiếng Mỹ. Dùng cách học này, tôi có thể ôn tập được kỹ năng sử dụng tiếng Mỹ của mình. Tôi sẽ trình bày cái phương pháp mà tôi tự dùng để ôn tập kỹ năng sử dụng tiếng Mỹ. Đây là trang Facebook của tôi, lấy tên là Vương Khải Dần, tên tiếng Hoa. Friends, những người bạn. Đây là những bài viết mỗi ngày. Tôi thường kể chuyện và với những câu chữ viết bằng tiếng Việt ở trên. Những câu này xuất phát từ ở trong đầu. Đó là những ý tưởng của tôi được viết bằng tiếng Việt. Tôi sẽ dùng nó để trau dồi môn tiếng Mỹ của mình. Muốn dạy thì tôi sẽ dùng tay để lên cái văn bản này để chép nó vào trong vùng nhớ đệm. Nó báo là đã copy vào clipboard, đã chép vào vùng nhớ đệm. Bây giờ tôi sẽ về trang home và tôi mở trình biên dịch. Đây là Google Translate đưa văn bản vào đây, hoặc là chúng ta dán cái văn bản vào đây. Hồi nãy chúng ta đã cất cái văn bản nó vào vùng nhớ đệm, bây giờ chúng ta nhấn vào Path, dán nó vào đây. Và ở dưới thì chúng ta cho dịch Vietnamese qua English, qua tiếng Anh. Vậy thì tôi sẽ nhấn tay vào đây. Tôi đã dán văn bản tiếng Việt vào đây. Thì lúc này nó đã dịch ra phần tiếng Anh. Nó nghĩa là những ý tưởng chúng ta ghi ra bằng tiếng Việt thì bây giờ chúng ta đã có cái dạng chuyển ngữ qua tiếng Anh. Chúng ta có thể nghe đọc bằng cách nhấn vào trong cái dấu hiệu speaker, cái loa. Ta nhấn vào dấu hiệu cái loa. July 19th, 2023, Cholon. Person handshake, person couple, family daily story. On my bike ride home, I stopped at the beginning of the alley to buy myself a Siamese coconut. Here I filmed myself to use for Dean Chan. That is to say, looking at the appearance to guess the inner state and health BKH. Dĩ nhiên là có thể nghe đi nghe lại nhiều lần. July 19th, 2023, Cholon. Person handshake, person couple, family daily story.
On my bike ride home, I stopped at the beginning of the alley to buy myself a Siamese coconut. Here I filmed myself to use for Dean Chan. That is to say, looking at the appearance to guess the inner state and health VKH. Ta cũng có thể nghe tiếng Việt bằng cách nhấn vào cái speaker của tiếng Việt. Ngày 19 tháng 7 năm 2023 chợ lớn, câu chuyện thường ngày. Trên đường đạp xe về nhà, tôi ghé vào đầu hẻm để mua cho mình một trái dừa xiêm. Ở đây tôi tự ghi hình để dùng cho bộ môn diện trần. Tức là xem hình tướng đoán ra trạng thái nội tâm và sức khỏe VKS. Tháng 7 tiếng Mỹ là July. 19 là 19. 2023 là 2023. Chợ lớn thì nó bỏ dấu, thành ra cho long, cho long. Đó. Tiếng Mỹ thì nó đọc tháng trước, thành ra July 19, 2023, cho long. Câu chuyện thường ngày thì daily, day là ngày, daily là hàng ngày. Daily story là câu chuyện từng ngày, câu chuyện là story. Trên đường đạp xe về nhà thì on my bike ride home. Trên đường là on my bike ride home, tức là trên đường tôi đạp xe về nhà. On the way cũng là trên đường, on the way home cũng là trên đường về nhà. Đạp thì là đạp xe thì là bike hay là to cycle là về nhà. Ở đây nó dịch là on my bike ride home, tức là trên đường tôi đạp xe về nhà. Tôi ghé vào đầu hẻm đó thì nó là I stop at the beginning of alley, tức là tôi ghé vào đầu hẻm là tôi dừng lại. Tôi dừng lại, I stop at the beginning of the alley. Tôi mua, tôi buy là tôi mua. Tôi mua cái gì? Myself a Siamese coconut. Sim là Siamese, dừa là coconut. Tôi mua, I buy a Siamese coconut. Ở đây là here. Tôi tự ghi hình là I film myself. Để làm chi? Để dùng cho diện chẩn là for you for diện chẩn. Để dùng cho diện chẩn. Tức là xem. That is to say, looking at appearance là cái hình tướng, appearance, đoán là to get, đoán cái trạng thái nội tâm bên trong là inner, stay, inner stay là trạng thái nội tâm, sức khỏe là health, sức khỏe là health. Chúng ta nghe đọc lại bài này. Nhấn vào nút speaker. July 19th, 2023, Cholon. Person handshake person couple family daily story. On my bike ride home, I stopped at the beginning of the alley to buy myself a Siamese coconut. Here I filmed myself to use for Dean Chan. That is to say, looking at the appearance to guess the inner state and health VKH. Như vậy chúng ta đã chuyển một cái văn bản ghi những ý tưởng trong đầu của mình ra dạng tiếng Anh. Qua đó chúng ta học ngữ vựng, chúng ta học nhóm từ và chúng ta học câu. Daily là hàng ngày, mỗi ngày. Story là câu chuyện. On my
bike là trên cái xe đạp của tôi. Ride home là về nhà. Home là nhà. I stop, tôi dừng lại. At the beginning of a alley, tức là bắt đầu ở hẻm. To buy là mua. Myself, Siamese coconut. Coconut là cây dừa. Siamese là dừa sim. Đó là here, ở đây. I film myself là chính tôi. Ghi hình, chính tôi làm phim. To use, để dùng. For in chân. Chữ diện chẩn là nó không có dịch. Đó, tức là nhìn mặt đón nội tâm đó. Ready to say, điều này nói là you looking at, tức là nhìn. Appearance là chân tướng, tướng mạo. To get là để đón. The inner state, state là trạng thái. Inner state là nội tâm, bên trong, trạng thái bên trong. And health, health là sức khỏe. Và sức khỏe. Qua đó chúng ta học được ngữ vựng, học được nhóm từ. Daily story, câu chuyện hàng ngày. On, trên. My bike ride home, trên chiếc xe đạp về nhà. Home là về nhà. Stop là dừng. I stop, tôi dừng lại. At the beginning of the alley, bắt đầu ở hẻm. To buy là mua. Myself a Siamese coconut, cái dừa sim. Here, ở đây. I film, tôi đóng tuồng, tôi làm phim. Chính tôi, myself. To you, for diễn trần. To you, for diễn trần, dùng cho diễn trần. That is to say, điều này nói lên. Look at the appearance, tức là chân tướng. To get là đón. Inner state là trạng thái nội tâm bên trong. And health là sức khỏe. Ta nghe lại lần cuối. July 19th, 2023, Cholon. Person handshake person couple family daily story. On my bike ride home, I stopped at the beginning of the alley to buy myself a Siamese coconut. Here I filmed myself to use for Dean Chan. That is to say, looking at the appearance to guess the inner state and health VKH. Ta nhấn vào nút này để chép cái văn bản này vào dùng nhớ đệm. Ta đã chép nó vào dùng nhớ đệm. Bây giờ ta trở qua Facebook. Ta có thể dán nó vào đây để mà dùng song ngữ, tức là vừa có tiếng Việt, vừa có tiếng Anh. Bây giờ thì chúng ta học viết, học chữ. Theo kinh nghiệm của tôi, học ngoại ngữ thì chúng ta phải vận dụng 4 cái điều kiện, tức là học đọc, đọc bằng mắt, học nói bằng miệng, học nghe bằng lỗ tai, và học viết. Tức là thí dụ một chữ đi xe đạp thì chúng ta học nói to bike, P-I-K-E, to bike. Chúng ta nhìn, chúng ta viết, chúng ta nói, chúng ta nghe. Đó. Và dĩ nhiên là học ít ít thôi, học một nhóm từ, học ít ít rồi cố gắng lặp đi lặp lại nhiều lần
để nhớ thuộc mỗi ngày học ít, tức là tích tiểu thành đại hay là góp gió thành bão, thường xuyên trau dồi thì ta sẽ có phản xạ tốt. Phản xạ tốt thì ta nghĩ tới nó là trong đầu chúng ta đã có ý rồi. Đó, ví dụ chúng ta nói là trạng thái nội bên trong thì inner state. State là cái trạng thái. Inner là bên trong, inner state là trạng thái bên trong. Chúng ta nói tới sức khỏe là health. Chúng ta nói kể chuyện là story, story, tell story. Trên đường là on the way, về nhà là to home. Đó. Chúng ta tạo ra được những phản xạ. Chỉ cái gì thì chúng ta nghĩ nó bằng tiếng Mỹ, chỉ lỗ mũi chúng ta nói no, chỉ cái miệng chúng ta nói mouth, chỉ con mắt chúng ta nói eye, forehead, trán, ear, neck, shoulder, chỉ cái gì nói cái nấy. Tập phản xạ. Dĩ nhiên với người lớn thì chúng ta học bằng phương pháp dịch. Bước đầu chúng ta học bằng phương pháp dịch, tức là chúng ta có phần chữ Việt, sau đó ta dịch ra tiếng Mỹ, rồi ta tách nó ra thành chữ, học chữ, sau đó ta học nhóm từ, nhóm từ, rồi sau đó chúng ta học ráp nó lại thành câu, những câu đơn giản, rõ nghĩa. Và cứ ngày ngày rèn luyện như vậy, có công mài sắt, có ngày nên kim. Bây giờ tôi sẽ chuyển qua phần cuối là học viết. Đây là bài bài văn tiếng Việt dịch ra tiếng Anh, tiếng Mỹ. Ta thấy là ngày 19 tháng 7, tiếng Việt thì chúng ta viết là 19 tháng 7 2020-2023. Thì qua tiếng Mỹ á, tháng 7 á, là July, nó để tháng trước. Rồi 19 á, thì nó viết là thứ 19. Và năm 2023 là 2023. Nó đọc 2023. July 19, 2023. Thế thì câu chuyện thường ngày. Câu chuyện thường ngày á, chúng ta để ý ngày là day. Day là ngày. Thường ngày là daily. Chữ y già đổi thành y ngắn. Daily story. Daily story tức là câu chuyện hàng ngày. Đó. Trên đường tôi đạp xe về nhà thì là on my bike. Bike là đạp xe đạp. Ride home, về nhà. Trên là on. My bike ride home là trên đường tôi đạp xe đạp về nhà. Tôi dừng lại. Tôi ghé lại. Tôi dừng lại. Tôi ghé lại thì là I stop. Quá khứ thì ở đây chỉ có một nguyên âm. Chúng ta thêm một phụ âm là thêm ed. I stop. Stop ở đâu? Stop at the begin. Beginning of the
Ellie. The mà trước một cái nguyên âm thì ta đọc là the Ellie. I stop at the beginning of the alley, tức là tôi dừng lại ở trước cái đầu hẻm. Tôi làm gì? To buy. Buy là mua. To buy. My sell. My sell tức là tôi mua cho tôi á. To buy my sell. Mua cái gì? Mua A. Một. Seem là Sign me. Y ở đây đọc là I, thành ra là sign me. Trái dưa là coconut. Coconut. Coconut là dưa. Dưa sim. Trái dưa sim. Dưa là coconut. Là dưa sim. Ở đây là here. Ở đây tôi làm gì? Tôi tự ghi hình, tức là làm phim á. I film. Quá khứ là ed. Myself tức là tôi tự ghi hình. Record cũng là ghi. Record cũng là ghi. Ở đây ghi hình để kể chuyện thì là I film myself. Để làm gì? To use là để dùng. To use là để dùng. Use for là để dùng cho. Yên chân tức là diễn chẩn. Khi đổ qua tiếng Mỹ mà nó không dịch thì nó bỏ hết dấu. Yên chân cũng giống như là chợ lớn. Khi mà đổi qua tiếng Mỹ thì chữ ơ thành chữ o, bỏ dấu nặng, thành ra đọc là cholon. Chúng ta phải để ý mấy cái điều đó. Tức là that is to say, đó là, tức là that is to say, đó là một nhóm từ. Xem hình tướng. Xem á, là looking. Look là xem. Looking là cái việc xem. Looking at là xem. The appearance. Appearance đó là xem cái hình tướng. Đón là to get. Get là đón. Nè, đón cái gì? Đón là the the inner stay. Stay đây là trạng thái. Stay có nghĩa là tiểu bang nữa. Trạng thái. Inner là ở bên trong. The mà đứng ở đây là nguyên âm thì ta đọc là the inner state. Đó. And là và. Health là sức khỏe. Health là sức khỏe. H-E-A-L-D. Health. Một đoạn văn nhỏ cũng cho chúng ta học được, ôn tập được rất nhiều những cái từ đáng nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đọc lại. Nhấn vào cái nút speaker. Nó sẽ đọc cái đoạn này và nó đọc luôn cái tên của các cái hình này. Sau đó mới Daily Store mới tiếp tục. Bạn lắng nghe. July 19th, 2023, Cholon. Person handshake person couple family daily story. On my bike ride home, I stopped at the beginning of the alley to buy myself a Siamese coconut.
Here I filmed myself to use for Dean Chan. That is to say, looking at the appearance to guess the inner state and health VKH. VKH là Vương Khánh Hưng. Tiếng Mỹ là VKH. Nghe lại lần nữa. July 19th, 2023, Cholon. Person handshake, person couple, family daily story. On my bike ride home, I stopped at the beginning of the alley to buy myself a Siamese coconut. Here I filmed myself to use for Dean Chan. That is to say, looking at the appearance to guess the inner state and health VKH. Phải nghe cho quen và phải tập viết. Viết đó là những cái điều kiện để tăng cái năng lực nhớ của chúng ta. Bạn thấy chúng ta đang sống trong một cái thời đại rất nhiều sự kiện mà chúng ta có thể tự mình chủ động tạo ra cho mình. Chúng ta có thể dùng phương pháp này để tự ôn ngữ vựng, nhóm từ, câu, những câu tiếng Mỹ. Nó có thể nói là một hình thức tiêu khiển, tăng cường cái năng lực nhớ của chúng ta. Nó tạo cho chúng ta những thú, những trò chơi lấp trống cái khoảng trống, nhất là đối với người già. Ta dùng phương pháp này để rèn luyện kỹ năng sáng tác. Học ngoại ngữ là văn thì ôn, võ thì luyện. Dùng cách này, chúng ta có thể tự mình rèn luyện kỹ năng nói ngoại ngữ một cách lưu loát. Chào, hẹn gặp lại. Xem hình và nghe hát. Tập ảnh Vương Khánh Hưng. Hi, chào. Là người thích chơi hình, những lúc rảnh rỗi thì tôi đi vòng vòng để chụp cho mình một chùm hình. Tôi tìm thấy cái đẹp trong cảnh sắc. Chụp trong một chùm hình, bây giờ tôi sẽ cho những tấm hình trôi trong một bài hát, vừa xem hình vừa nghe hát. Lunch.
vết lăng trầm của Trịnh Công Sơn. Khánh đi trình bày. Chương trình vừa xem hình vừa nghe hát. Trịnh Công Sơn, Khánh Ly trình bày. Trời soi một kiếp dòng trời, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Từng ngày
hình ảnh là nơi cất giấu những câu chuyện. Đây là album hình mà tôi đi săn mỗi ngày. Là người thích chụp hình, với tôi hình ảnh là cuộc sống. Trong hình ảnh tôi tìm ra được những câu chuyện, những câu chuyện đời mình, những câu chuyện của quá khứ, những câu chuyện gợi nhớ biết bao kỷ niệm. Là người thích chụp hình, bình thường tôi đi tìm những câu chuyện trong những tấm hình và dùng hình ảnh để cất giữ lại những câu chuyện của đời mình. Chào. Hẹn gặp lại. Chào bạn. Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ tư, 19 tây tháng 7 năm 2023 âm lịch, nhằm ngày mùng 2 tháng 6 thiếu năm Quý Mão. Thế vận hôm nay, tài vận 69%, việc học 94%, việc làm 60%, chuyện đào hoa 51%, chuyện tình dục 51%, an toàn 52%, sức khỏe 65%, tổng hợp 57%. Những chuyện làm được
Những chuyện làm được hôm nay là thu nhận tiền vàng, đề thân đính hôn, du lịch, dọn nhà, nhập thất, buổi sáng người ta ăn đồ, đầu tư, nạp tài, rất nhiều ký kết hợp đồng, giao dịch, khai nghiệp, bữa nay là khai thị, khai công, tháng 6 thiếu, phó nhậm, sửa chữa kiến tạo, thăm viếng người thân bạn bè, đặt giường, Blue Exchange hình như cũng nghỉ rồi, mượn nợ, dựng trụ lên kèo, sửa chữa nhà kho, mở kho, động thổ, mài áo, áo tân nương, áo chúc thọ, bán dừa, trồng trọt, bán ủ rượu, mục dưỡng, nạp súc, kinh lạc, thụ phong, lâm chính, thân dân. Tuổi xung khắc. Hôm nay là ngày của tuổi Dần con cọp. Tuổi Dần con cọp xung khắc với tuổi Sắp Thân đổi đèn. Con khỉ đổi đèn. Tôi sẽ băng xin qua đường tiêu tương hại. Tuổi Dần con cọp hại tuổi Tỵ con rắn. Lục hợp sinh tiêu. Tuổi Dần con cọp lục hợp với tuổi Hợi con heo. Tam hợp sinh tiêu. Tuổi Dần con cọp tam hợp với tuổi Ngọ con ngựa và tuổi Tuất. Đi ngang bệnh viện chó. Nguyễn Trãi, ở đó người ta có bán khoai lang. Phương vị của các vị cá thần. Điểm bánh ABC. Hồi trước là tỷ thần ở hướng đông nam. Phúc thần ở hướng đông bắc. Điểm thời trang. Tài thần ở hướng rác chính bắc. Dương quý nhân ở hướng tôi băng đông qua đường Quỳnh Mẫn Đạt. Âm quý nhân ở hướng tây nam. Tôi đang chúc các bạn xe trên đường một ngày nhiều may mắn. Sáng lúc này 7 giờ mấy. A good day.